Dạ, vâng, kính thưa khán giả, đứng cùng bên Tiến Dũng là ông Đinh Bích Dương. Ông là chủ tịch Hội Ba Ba cũng như là chủ tịch của công ty California Way Solution. Ngày hôm nay một lần nữa Tiến Dũng trở lại miền Bắc California để tham dự cái lễ 49 ngày của mẹ ông. Thưa quý vị, trên channel TD Mira 3 tuần trước thì Tiến Dũng cùng channel Photosa TV đã lên đây để rồi tường thuật lại cái hình ảnh của tang lễ. Và đặc biệt là trong ngày tang lễ ngày đầu tiên và buổi tối thì có cuộc thuyết pháp của thầy Pháp Hòa, và trên khán giả của channel Photosa TV thì có khán giả hỏi về cách tu hạnh của Sư Minh Tuệ. Tuy nhiên cái câu trả lời của thầy Thế Pháp Hòa, mặc dù thầy đã có trả lời chứ không phải là không, nhưng mà gây nhiều cái dư luận. Và đâu đó đối với ông Lê Bích Dương là một người mà mời ông thầy Pháp Hòa từ bên Canada qua cũng khó, gọi là khó xử nữa, thì bây giờ chắc lẽ là nhờ cơ hội này, nhờ ông Lê Bích Dương sẽ giải thích rõ thêm vì sao có chuyện là thầy Pháp Hòa đến gia đình cũng như là cái độ mà phỏng vấn vừa rồi đó thì nó như thế nào ạ? Văn phòng quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ cam kết giúp người già, người bệnh không cần thi vẫn được quốc tịch, tù tội vẫn được quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ nằm bên trong chợ Sài Gòn Supermart, điện thoại 714-756-0946. Thưa anh là vậy, tại vì cái đám tang của mẹ chúng tôi thì theo cái ý nguyện của mẹ chúng tôi là trước khi bà mất đó, thì 2 tuần trước đó thì bà lại muốn đi qua để mà viếng chùa Tây Thiên, cũng như để gặp thầy Thích Pháp Hòa. Nhưng mà sức bà quá yếu thời điểm đó, cho nên bay cũng không được mà lái xe cũng không được. Cho nên khi bà mất đó thì chúng tôi có nói với mẹ chúng tôi rằng để chúng tôi sẽ ráng mời Thích Pháp Hòa qua để có thể làm tụng niệm cho bà trong cái tang lễ của bà. Thành ra là khi đó thì chúng tôi, bà vừa mất thì chúng tôi đã gọi điện thoại mời. Thì may mắn thì cũng có người cho số điện thoại, chứ tôi thì thật sự thì cũng không có số trực tiếp với thầy Pháp Hòa. Và tôi cũng trình bày cái việc mà cái ý nguyện của mẹ chúng tôi và được thầy chấp nhận ngay. Thầy nói nếu mà vậy thì ý nguyện của bà thì để Pháp Hòa sẽ qua để mà Pháp Hòa coi như là 2 ngày tụng niệm cho bà. Nếu đó là mà theo anh, theo chú Dương nói vậy và cũng như theo ý nguyện của bà, thì để Pháp Hòa sắp xếp để Pháp Hòa qua để tội ngoại cái ý nguyện cho bà. Và dĩ nhiên là khi mà qua thì ngày đầu thì sau đó thì thầy ở lại cái nhà của chúng tôi, tức là nơi mẹ chúng tôi cũng như là mất và ở. Thì đêm đó thì cũng cái chính là tôi mời ở lại nhà để cùng gia đình tâm sự, bởi vì là gia đình mới mất một người mẹ, thành ra là cũng cần có những cái an ủi về mặt tinh thần đó. Cho nên thầy Pháp Hòa thì là gia đình cũng rất là ngưỡng mộ cũng như rất là tôn kính, cho nên là thầy có đến ở lại đêm. Và đêm đó thì là cái đêm tâm sự thôi, nhưng mà lại là có anh Photosa TV Vũ Hoàng Lân cũng tới dự, nhưng mà anh Vũ Hoàng Lân lại đưa máy ra anh thâu và đặt những cái câu hỏi đó. Và có tôi ngồi tại đó trong thực những ra cái câu hỏi là livestream đó anh ạ. Đúng rồi, thì có thể là đúng như vậy, nhưng mà có tôi ngồi tại đó và tôi nghe hết tất cả những cái câu trả lời đó. Thành ra là anh có thể anh hỏi tiếp, nhưng mà thì với cái câu trả lời của thầy Pháp Hòa như vậy đó, thì anh thấy như thế nào so với những dư luận bây giờ người ta đặt để về thầy Pháp Hòa? Thưa, thật sự là vậy, nói về thầy Thích Minh Tuệ tôi cũng có nghe qua và tôi cũng coi YouTube và tôi cũng biết được thầy Minh Tuệ qua coi như là những cái thông tin trên YouTube và nếu mà trên mạng xã hội YouTube nói thầy tu khổ hạnh, thầy đã là 6 năm rồi, sau đó thì YouTube mới phát hiện rồi mới đưa lên, thì mới là một cái hiện tượng và nó trở thành thầy được nổi nhờ từ đó. Nhưng mà hôm đó thì tôi ngồi ngay cạnh đó thì anh Lân hỏi, thì tôi cũng có dự định hỏi tiếp, nhưng mà thầy cũng như là cho dấu hiệu, có nghĩa là thầy không nắm rõ tình hình. Nó thành ra nếu hỏi thầy có thể sẽ không trả lời được. Đó, cho nên tôi nghe là thầy trả lời, thì đối với tôi thì là cái nhận định của tôi đó là cũng như vậy. Nếu ai hỏi tôi về thầy Thích Minh Tuệ thì tôi rất tôn trọng.
và tôi rất là ngưỡng mộ. Yeah. Bởi vì mình nghe qua mạng xã hội là thầy tu coi như khổ hạnh, yeah, không? Đi từ Bắc ra Nam coi như vậy, thì mình cũng biết được qua cái đó thôi. Nhưng mà bây giờ nếu ai mà hỏi tôi để mà coi như là phân tích về thầy Thích Minh Tuệ thì chắc chắn là tôi không thể phân tích được. Bởi, yeah, vì tôi có gặp được thầy đâu, chưa gặp được thầy, thành ra là tôi cũng không thể nào tôi dám bàn hay dám nói gì về thầy cả. Mà nếu tôi dựa ở trên tất cả những cái thông tin trên YouTube để tôi mạng bàn về thầy Minh Tuệ thì có thể là sai. Bởi vì những cái mạng xã hội họ sẽ đưa theo cái chiều hướng của những cái mạng xã hội đó, và nếu tôi dựa theo những điều đó để mà tôi phân tích và tôi dựa theo đó để mà tôi phán hay tôi nói về thầy thì chắc chắn hoàn toàn là tôi sẽ sai rất là nhiều. Thì tôi nghĩ là cái ý của cái này, tôi nghĩ cái ý của thầy Pháp Hòa thì tôi nghĩ cũng là cái ý như vậy. Bởi vì thầy Pháp Hòa cũng đã nói rồi, tức là thầy Pháp Hòa chắc chắn là chắc cũng không có biết thầy Minh Tuệ ở ngoài đời. Nó thành ra là có thể là đã nói là có nghe đó, nhưng mà không biết, đúng rồi, không rành, và không biết có nghĩa là có thể là không biết trực tiếp đó, cho nên là không có thể là bàn tới được. Thì tôi nghĩ cái đó nó, nếu mà là một người bình thường thì như tôi thì tôi cũng trả lời y là vậy. Dầu rằng tôi coi YouTube tôi biết rất nhiều, thì tôi không biết thầy Pháp Hòa có thời gian rảnh rỗi để coi không. Tại vì tôi biết là khi tôi liên lạc với thầy đó, để mời thầy đó, là đâu phải liên lạc được liền đó, cũng phải liên lạc tới 5-6 ngày sau. Nó nhắn tin thì cái là thầy mới nhắn lại trả lời, thành ra vậy. Thành ra tôi nghĩ rằng cái việc mà mình không biết trực tiếp, không nắm rõ trực tiếp thì mình không nên bàn sâu, thì đó là cái việc rất là đúng. Bởi vì tôi cũng như tôi nói, tôi rất tôn thờ ông ông Thích Minh Tuệ theo những cái thông tin mà tôi biết được ở trên mạng. Nhưng mà nếu hỏi tôi là tôi biết gì về Thích Minh Tuệ, tôi có bàn về Thích Minh Tuệ, thầy Thích Minh Tuệ được hay không được, dạ thưa không, bởi vì là tôi không có gặp trực tiếp, không biết trực tiếp. Thành ra những cái gì mà tôi sẽ bàn và tôi muốn bàn thì tôi cũng dựa qua lời của người khác qua mạng để mà tôi bàn, thì như vậy cũng không đúng luôn. Bởi vì mỗi một mạng xã hội mà thì họ đó, bây giờ lên mạng sẽ thấy thì họ sẽ nói về Thích Minh Tuệ một cái hướng khác, là nói về một cách hành cái tu hành hạnh Đầu Đà, rồi cái cách mà thầy đi từ chỗ này chỗ kia, thì mỗi người họ quay và họ nói cái khác mà mình không nắm rõ hết, thành ra chắc chắn là mình không có thể nào bàn được. Thí dụ như bây giờ thầy đi cả ngày rồi thầy vệ sinh ở đâu, hay là thầy tu thầy ngủ bao nhiêu, thí dụ những cái đó thì có thể một hai mạng xã hội nói vậy, nhưng mà có đúng như vậy hay không, tất cả thứ. Thành ra là nếu hỏi mình trực tiếp thì mình không, nếu mà hỏi anh bàn về những mạng xã hội nói về thầy như thế nào thì mình sẽ dựa thêm mạng xã hội nói để mình bàn những cái mạng xã hội đang nói, chứ mình không thể bàn về thầy được. Như thế này, theo em nhớ câu hỏi của khán giả là nghĩ thế nào về cái cách tu hạnh theo cái khổ hạnh Đầu Đà của sư Minh Tuệ, và cũng vậy với cái câu trả lời của thầy Pháp Hòa, thì như anh kể rồi đó, là thầy Pháp Hòa chỉ nghe mà không có biết nhiều á, thành ra là không có rành, thành ra là không có trả lời. Tuy nhiên cái dư luận người ta mới quay ngược trở lại là giống như một tu sĩ mà gọi là danh tăng, có bao nhiêu chục ngàn bài thuyết pháp ở trên mạng, nhưng mà nói rằng là không biết, là không nghe, thì chuyện đó giống như là không nói thật, mà nhà Phật thì không cho nói láo, thành ra là cái dư luận nó mạnh. Restore Med Spa and Wellness Huntington Beach chào đón quý khách với các bác sĩ y tá dày dặn kinh nghiệm và công nghệ chống lão hóa tiên tiến nhất. Chúng tôi cung cấp các liệu trình sức khỏe trẻ đẹp toàn diện như Potenza RF Microneedling tạo collagen giảm nếp nhăn kích thích mọc tóc, Picusu Pro Laser trị nám, liệu trình tế bào gốc giảm đau khớp kéo dài tuổi thọ, truyền IV bồi dưỡng sức khỏe tăng cường miễn dịch thải độc gan, liệu trình giảm cân hiệu quả, máy Optilite IPL trị khô mắt. Hãy đến với Restore Med Spa để trải nghiệm sự khác biệt. Cái mà tôi được hiểu đó là vậy. Nếu mà hỏi thầy Pháp Hòa tu hạnh Đầu Đà như thế nào? Đừng có dính sư Minh Tuệ. Có dính sư Minh Tuệ, thì là tại vì cái câu hỏi hôm đó là cái tu hạnh Đầu Đà của sư Minh Tuệ. Thành ra thầy không thể bàn được, bởi vì thầy Minh Tuệ là coi như tu theo cái hạnh Đầu Đà, nhưng mà như thế nào thì mình không có đi sâu. Nhưng mà nếu mà hỏi thầy không là về cái tu hạnh Đầu Đà
nó thầy có thể giải thích được tu hành Đầu Đà nó như thế nào. Thì tôi nghĩ chắc chắn là thầy Pháp Hòa có thể giải thích được. Nhưng mà nếu để vào cái tu hành Đầu Đà của thầy Thích Minh Tuệ như thế nào thì cái đó là chắc chắn không bàn tới được rồi, bởi vì đó là cái của thầy Minh Tuệ. Được chưa? Tu hạnh Đầu Đà của thầy Minh Tuệ. Tu hạnh Đầu Đà của Phật thì đó. Thì nó sẽ không bàn được. Đây là cái cách của tôi suy nghĩ theo phương diện mà mình, tại vì mình không binh ai cũng không nói ai. Không phải là tại vì thầy Pháp Hòa tới coi như là tụng niệm cho mẹ chúng tôi rồi là tôi binh không phải, nhưng mà mình là một người đứng mà mình nhìn, mình ngồi tại đó mình nghe những câu hỏi và mình nghe tất cả những cái đó thì mình biết rằng là nếu không có chữ thầy Thích Minh Tuệ ở trong cái tu hạnh Đầu Đà thì tôi bảo đảm chắc chắn là cũng là đạo Phật mà. Thì cái đó là chắc chắn tôi nghĩ là thầy Pháp Hòa sẽ giải thích được, nhưng mà sẽ giải trình được cũng như là có thể nói sâu được. Nhưng mà nếu nói mà của thầy Thích Minh Tuệ thì tôi nghĩ cái đó là cái bị dướng mà không ai có thể nói sâu được. Bởi vậy có ai đi theo sát của thầy đã biết được cái cách là tu hành hạnh Đầu Đà của thầy đâu mà có thể bàn được là thầy tu như thế nào. Bởi vậy ngày hôm nay thì lần đầu tiên mà em nghe ông Đinh Bích Dương có một cái góc nhìn khác nhau về cái câu trả lời của thầy Pháp Hòa. Bởi vì trước giờ em phỏng vấn bao nhiêu người rồi, nhất là kể cả vị tu sĩ em cũng có phỏng vấn luôn, hỏi về cái câu trả lời của thầy Pháp Hòa thì gần như người ta không có chịu. Nhưng mà hôm nay mình nhìn góc khác nữa là cái câu hỏi đó là hỏi cách tu theo hạnh Đầu Đà của sư Minh Tuệ chứ không phải là tu theo hạnh Đầu Đà theo Phật ngày xưa. Tại vì như nói là bất kỳ tu sĩ nào mà để thành một tu sĩ phải đi qua trường lớp, và trường lớp đó cái hạnh Đầu Đà là một trong những bài giống như căn bản vậy đó. Thành ra là nói như vậy là thầy giống như không có phải đó, không có phải, thậm chí là không dám nhắc tên của sư Minh Tuệ. Thì nếu mà với cái ý kiến là không dám nhắc tên sư Minh Tuệ, anh nghĩ rằng điều đó nó có xảy ra không ạ? Không, là tại vì câu hỏi đã được đặt ra, và câu hỏi đã được đặt thành ra là thầy chỉ nói là thầy người đó không có dùng cái chữ sư Minh Tuệ, thành ra là cũng bị phản ứng. Là tại vì tất cả các cái theo tôi biết được, như tôi nói là tôi là gia đình là Phật tử đạo Phật, nhưng mà tôi thì như đã nói tôi là một người làm ăn, cho nên đối với tôi là đạo là đạo con người. Là chính chứ còn thành ra thì tôi nghĩ là cái việc mà thầy Minh Tuệ đó là thường thường thì tất cả các sư các thầy đều được hệ thống của Phật giáo. Họ coi như họ mình giống như ở ngoài mà coi như chức vụ là thầy là sư là gì đó là có một cái hệ thống của trong Phật để người ta xác nhận được cái tu hạnh của mình để mà được từ đó sang. Thành ra tôi nghĩ là khi mà mình gọi là thầy coi như Thích Minh Tuệ, không biết là thầy Thích Minh Tuệ hay sư Minh Tuệ hay thượng tọa Minh Tuệ, đúng chưa? Thì thật sự cái đó là không biết. Thành ra là bây giờ nếu mà một người không biết là thầy Minh Tuệ đó là thầy là sư thượng tọa là gì thì chưa có biết được cái sắc phong nó như thế nào, thành ra là có thể là cũng không thể gọi được là thầy là sư là thượng tọa như thế nào. Thì đó là cái suy nghĩ của tôi nha. Chứ còn tôi thì không có mạng đàm tới là cái thầy Pháp Hòa đó nghĩ như thế nào, nhưng mà thí dụ như các sư các thầy người ta ở đây mình biết là như hôm nay đó cái ngày 49 cúng trai tăng ngày 49 ngày của mẹ tôi, thì trong đây thì các thầy mới giới thiệu đây là thượng tọa, đây là hòa thượng cái xin đó, thành ra mình biết vậy chứ còn thật sự mù mờ lắm. Tôi được giới thiệu vậy tôi biết vậy chứ còn tôi thì không có đi sâu. Thành ra tôi không nắm vững. Thành ra đó là được sự giới thiệu mà đây là của một cái hệ thống về bên đạo Phật của đó. Thành ra tôi nghĩ thì cái đó là cái có thể là cũng không có gọi được là thầy Minh Tuệ, đại đức Minh Tuệ, sư Minh Tuệ, là tại vì có thể là không biết cái sắc phong nó có được phong không. Còn đối với chúng ta thì tất cả người bình thường thì một khi mà mình thấy sư thầy bên ngoài là mình đều là gọi là thầy hết, tôn trọng là tôn trọng là mình gọi là thầy. Dạ thưa anh, nói gì thì nói, từ hôm đó tới nay thì dư luận quá nhiều. Ngay cả trong nước, tại vì em thấy hình ảnh của sư Minh Tuệ ở trong nước á, thì cũng nhiều người người ta không phải là hiếu kỳ không đâu mà người ta thần tượng vô cùng, thậm chí ở ngoài hải ngoại cũng vậy nữa.
giữa cái thật cái giả mình không biết, nhưng mà về dư luận thì người ta rất là binh vực, rất là yêu mến Sư Minh Tuệ, bởi vì cái hạnh đầu đà nó khổ cực như vậy đó. Trong cái thời buổi bây giờ giống như một người mà từ bỏ tất cả, trong khi người ta so sánh cái hình ảnh đó, thành ra là nhiều cái dư luận. Em biết rằng là một trong những người tổ chức mà đặc biệt là anh đã mời Thầy Pháp Hòa về tận cái tư gia của mình nữa. Và trong cái dư luận này thì anh có muốn nói gì không ạ? Thật sự mà nói thì tôi cũng rất ngưỡng mộ Thầy Thích Minh Tuệ. Như tôi nói là chỉ xem qua coi như mạng xã hội, YouTube, tất cả các thứ. Nhưng mà tôi nghĩ thấy là vậy là sau khi phát hiện được thì thầy đã có cái hành trình mà tu mà đầu đà khổ cực mà đi từ Bắc vô Nam mà ra Bắc nghe nó 6 năm trời. Thì nếu mà mình không ai nói tới không gì thì thầy vẫn tiếp tục cái sự tu hành của mình. Tuy nhiên bởi vì cái vấn đề là mình ai đó đã phát hiện và các YouTuber phát hiện và đưa lên. Thành ra bây giờ thì nó trở thành một cái hiện tượng là bây giờ là nó gây lên cái sự mà trong chính quyền Việt Nam đã gọi là cái là nó mà an ninh trật tự. An ninh trật tự xã hội, rồi đi trên đường cản ngăn coi như xe cộ lưu thông tất cả thứ. Thành ra tự nhiên vô hình chung bây giờ mình lại làm mình gây khó cho thầy. Dạ đúng. Đúng chưa? Đúng rồi. Thì bây giờ tự nhiên làm vậy cái thì bây giờ đối với chính quyền thì họ phải bảo vệ an ninh trật tự xã hội cũng như là bảo vệ được coi như là sự giao thông trên đường sắt. Đúng rồi. Thành ra bây giờ họ phải đưa thầy về một khu. Đúng rồi đó, thành ra như vậy thầy không còn một cái sự tự do của đúng mình. Đúng rồi. Nó không ai còn thấy thầy đi dọc đi ngang trên coi như là những con đường của đất nước Việt Nam nữa. Yeah. Thành ra như vậy thì cái mà mình ngưỡng mộ, cái mà mình ấy cái mà mình ngưỡng mộ cũng như mình kính trọng thì tôi nghĩ là mình càng ngưỡng mộ càng kính trọng thì mình phải làm sao mình ủng hộ để cho thầy được tội nguyện. Yeah. Cái việc tu hành của thầy. Yeah. Thay vì coi như là tôi thấy có một số YouTube thầy cũng cản mà. Yeah, đúng. Nhưng mà người ta vẫn kéo đúng theo là. Vẫn làm vậy thấy chưa. Yeah. Thành ra như vậy thì vô hình chung là mình có phải là mình giúp thầy hay không? Uh-huh. Hay là đây là mình đã gây một sự cản trở trong cái việc tu hành của thầy. Đúng rồi. Thành ra tôi nghĩ là mình phải nhìn cái gì đi nữa mình cũng phải nhìn cho nó hai mặt. Đó, cho nó rõ ràng. Thành ra mình mới phân tích được là mình biết được là mình đang giúp thầy, đang hại thầy. Dầu rằng bây giờ mình tôn vinh thầy, tên tuổi thầy, nhưng mà bây giờ thầy mất đi cái sự mà tự do tu hành của thầy. Yeah. Mất đi cái sự đi đứng được coi như tự do tung hoành các nơi. Bây giờ đi tới đâu người ta cũng theo, thành ra là thầy đâu có đi được nữa. Đúng chưa? Thành ra cái đó có phải là nó có một cái mặt trái của nó là không được tốt hay không? Dạ đúng rồi. Riêng về thầy Pháp Hòa thì em được biết đó, là thầy đi giảng rất là nhiều nơi và không phải nơi gia đình anh là lần đầu tiên mà người ta hỏi về Sư Minh Tuệ đâu. Em được kể như vậy. Tuy nhiên thì tại ngày hôm đó là có một buổi livestream á, và cái kênh nó lớn nữa, thành ra là sự tương tác của khán giả nó nhiều trên đó, và từ đó như thấy là dư luận nó quá nhiều quá. Thì về mặt gia đình, anh có nghĩ rằng là anh có chịu trách nhiệm phần nào ở trong cái vấn đề là anh để lít những thông tin đó ra không ạ? Thưa tôi thấy thứ nhất là thầy rất cởi mở, thầy biết là có cái có quay mà. Dạ. Nó thầy ngay tại để cái micro trước mà thầy rất là cởi mở. Thành ra tôi nghĩ là thầy cũng với cái tâm của mình. Vâng. Đó giống như tôi cởi mở, tôi nói chuyện như yeah. TD Media đây là vậy. Bởi vì mình nói chuyện với cái tâm của mình thì vâng, tất cả vâng. những cái gì trong tâm của mình nói thì mình không có sợ yeah. cái gì cả. Yeah. Thành ra nhưng mà tôi thấy cái trách nhiệm đó thì tôi nghĩ tôi thấy nó hơi có một phần trách nhiệm với mình là bởi vì mình mời thầy xuống mà bây giờ đưa ra dư luận có những cái phản hồi coi như trái chiều. Nhưng mà tôi nghĩ rằng từ từ người ta cũng sẽ biết nếu mà mình chịu lắng nghe rõ cái câu hỏi từng chữ một và mình phân tích nó ra. Okay, thì như thầy nói thì tôi nghĩ cũng đúng. Bởi vậy nếu ai mà xưng nói tôi đây nói về coi như là thầy Thích Minh Tuệ được thì sẽ hỏi anh có gặp thầy Thích Minh Tuệ ở ngoài trực tiếp hay chưa? Yeah. Anh có theo thầy Thích Minh Tuệ 24/24 hay không? Yeah. Có trên từng cây số không mà anh luận bàn về thầy được? Right. Đúng chưa? Yeah. Thành ra là cái người nào phải rành, phải hiểu thì mình mới luận bàn. Còn nếu không thì tất cả những gì mình nói chỉ cần một việc gì đó sai nhỏ trong một ngày mà sinh hoạt của thầy Minh Tuệ thôi, mình luận bàn sai thì nó đã là sai. Cho nên tôi nghĩ rằng từ từ người ta cũng sẽ khi mà cái này nó đi một lúc nào đó thì người ta phải đi về người ta nghe lại
và từ từ những người, tất cả chúng ta là những người thông minh cả, ngoại trừ những người mà có ý mà chống phá với thầy Pháp Hòa, yeah, thì không cần biết thầy nói gì, thì ở đây nó cũng có những cái thành phần đó, yeah. Còn nếu mà những người hiểu chuyện biết chuyện và tất cả đều là những người thông minh cả, thì chúng tôi phân tích ra thì chúng tôi thấy rằng cái việc này thì thầy trả lời nó không có gì là sai cả, yeah. Đó là câu trả lời của ông Lê Bích Dương dành cho khán giả, đặc biệt là những khán giả mà quan tâm đến cái câu trả lời của thầy Pháp Hòa. Nhưng mà đối với thầy Pháp Hòa, qua những cái gì lùm xùm vừa rồi, anh có muốn điều gì nói thẳng với thầy Pháp Hòa ngay lúc này không ạ? Thưa tôi, thì nhân dịp này thì tôi cũng xin mạng phép dùng cái TD Media xin kính gửi lời cảm ơn đến thầy Pháp Hòa, đã vượt coi như đường xa cũng như là đã không ngần ngại khi mà nhận được coi như cái điện thoại và biết là cái ước nguyện của mẹ của chúng tôi những ngày chót. Và kể cả tôi mới biết đây, tôi nghĩ rằng tôi nghe là hình như là Phật tử đã là một Phật tử mà tôi hỏi thăm về số điện thoại của thầy, là họ nói họ sẽ lo cho thầy qua để dự coi như đám tang của mẹ tôi, là đó là cũng Phật tử cũng quen, yeah. Nhưng mà vào phút cuối tôi biết là thầy đã tự mình bay qua, mua vé bay qua, yeah. Và khi tôi có hỏi thầy là chúng tôi muốn cúng dường để vậy, thì thầy nói thôi cứ lo cho bà đi, tôi đến đây là để coi như tội nguyện được coi như là bà, bởi vì tôi có gặp được bà vài ba lần, yeah. Đó, tức là thầy Pháp Hòa có gặp mẹ tôi trong vài ba lần thiết giảng pháp, thiết, yeah, pháp gì đó thì mẹ tôi có gặp, thành ra là tôi cũng xin được coi như là mạng phép dùng cái TD Media. Thứ nhất là xin gửi lời xin lỗi đến thầy nếu mà những việc gì mà xảy ra trong cái đêm ở nhà của mẹ con, mà coi như là những cái thông tin được đưa ra mà bây giờ người ta bàn luận nó trái chiều, nếu có làm cho thầy Phật lòng thì buồn, thì gia đình, đại diện cho gia đình chúng con xin lỗi thầy, và cũng như là xin cảm ơn tất cả các chư vị Phật, chư vị thầy, sư, tăng ni đã đến coi như là tụng niệm trong cái quá trình làm đám tang cho mẹ của chúng tôi. Chúng tôi xin thành thật đa tạ và luôn luôn là ghi nhận những cái việc mà của quý vị đã dành cho gia đình của chúng tôi. Xin mời một lần nữa cảm ơn ông Lê Bích Dương thật nhiều đã có những lời chia sẻ vừa rồi. Và thưa quý vị, một lần nữa, đây là người thật việc thật, và cả như là may mắn đi, lần này thì cũng được lên trên miền Bắc Cali cũng như là được phỏng vấn ông Lê Bích Dương trực tiếp, người mà tổ chức cái lần pháp hội kỳ rồi cùng với thầy Pháp Hòa. Và cũng vậy, nghĩ rằng là mọi chuyện bây giờ phải dựa vào, nghĩa là quý vị nếu mà chưa nghe kịp thì phải coi lại một lần nữa thôi. Còn thầy Pháp Hòa như thế nào đó thì cũng vậy, người ta nói là giống như mình nghĩ hướng nào quá thì nó sẽ ra hướng đó. Dạ vâng, và cũng không có mong mỏi gì cái chuyện mà nhà tổ chức, cái người mời như vậy mà đứng ở giữa như vậy, vậy thì cũng bị ảnh hưởng về gọi là cái cách hành xử, nó cũng rất là khó. Vâng, một lần nữa cảm ơn anh, cũng như là hy vọng sẽ có nhiều dịp để mà trò chuyện với anh, đặc biệt là về vấn đề Phật Pháp ạ. Tôi thì không rành Phật Pháp, nhưng mà tôi rất tôn trọng tất cả những cái suy nghĩ, những ý kiến của mọi người, yeah. Tuy nhiên là việc gì đi nữa thì chúng ta muốn mà được đưa ra những cái nhận định thật sáng suốt, thật đúng, thì chúng ta phải nghe cho kỹ, nghe cho rõ, yeah. Và như vậy thì khi chúng ta luận bàn thì nó được coi như là chín chắn hơn, yeah. Thôi chỉ là có cái ý của tôi về mong rằng quý vị khán thính giả lắng nghe, và nếu mà những lời tôi nói mà nếu mà quý vị nào nghe mà nó thấy không Phật, thấy Phật lòng của mình hoặc không thấy trái tai, thì tôi cũng thành thật xin lỗi, yeah. Bởi vì tôi là chỉ nói với những cái gì mà trong tâm tôi nghĩ, và tôi lắng nghe kỹ và tôi phán xét những cái gì mà anh Dũng nãy giờ hỏi tôi chỉ là với cái ý kiến của tôi để tôi phân tích nó là vậy. Dạ vâng, một lần cảm ơn anh, và sẵn cơ hội này một lần nữa Tiến Dũng cảm ơn quý vị, đặc biệt là khán giả trên đầu TD Media, khi mà xem qua hai clip Dũng làm khi tường thuật lại ngày tang lễ của mẹ ông Lê Bích Dương á, thì rất là nhiều cái lời gọi là chia buồn, mặc dù Dũng biết là những người đó có thể là không, hoàn toàn không có biết về ông Lê Bích Dương. Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn anh Lê Bích Dương cũng như là cảm ơn quý vị, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau ạ. Dạ.